Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gia Lộ Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game đa nền tảng nữa nha anh em. Con này có tên là Thiên Kiếm H5 nha. Thì con này là chính thức open server mới nha anh em. Đấy, con game Thiên Kiếm H5 nha anh em. Thì con này đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Server chạy rất là mượt mà nha. Anh em có thể vào chơi nha anh em. Rồi thì đây là giao diện con game Thiên Kiếm H5 nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái bộ Cody nha anh em. Thì anh em có thể vào cái phần phúc lợi của game á. Vào phần phúc lợi này ha. Thì anh em sẽ nhập cái tất cả các Cody vào đây nha anh em. Rồi thì con Thiên Kiếm H5 chính thức open server mới nha anh em. Đấy, con này sẽ chính thức open server 19 nha. Vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2023 nha anh em. Đấy, chính thức open server 19 ha. Thì ở đây là ba cái Cody tân thủ tặng cho mấy anh em nha. Thì khi mấy anh em chơi game tạo tài khoản thì mấy anh em sẽ nhận được VIP 10 ha, ở VIP 7 nha, cộng 370k kim bảo không phá nha anh em. Tặng thêm cho mấy anh em là thời trang, vũ khí và cánh SSR nha anh em. Đây là quà VIP ha. Khi mấy anh em nhập hết Cody thì mấy anh em sẽ nhận được thêm là 200k kim bảo không phá nha. Thời trang thăng cấp thạch nhân 999 nha, tiên dược thăng cấp thạch nhân 999 nha, thần binh thăng cấp thạch nhân 999 nha anh em. Và tặng thêm một set đồ đỏ xích tiêu ít VIP luôn nha anh em. Đó, rất là ngon luôn. Ngoài ra những cái Cody tân thủ thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện live xe nha. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước thì anh em sẽ nhận được phần thưởng là 9999 kim ngân bảo nha anh em. Và đá cường quả nhân 100k nha. Đó, rất là ok luôn. Thì mấy anh em có thể chơi con này tại cái đường link là Thiên Kiếm Tuyệt Kiếm .full. Đấy. Chơi tải cái đường link là tuyệt kiếm .full nha anh em. Đấy. Đây, tuyệt kiếm .full nha. Rồi thì mấy anh em nhập cái ba cái Cody này vào phần phúc lợi nha anh em. Đây anh em vào phần phúc lợi ha. Thì anh em nhập vào đây nha anh em. Đấy. Thì mấy anh em nhập hết cho mình nha. Đấy, anh em thấy ở đây là 80 gương trang bị cho mấy anh em nha. Để 9999 kim nguyên bảo nha anh em. Thì anh em nhận nhập Cody xong và nhận những phần quà của mình luôn nha anh em. Rồi mấy anh em nhận thêm những phần quà VIP luôn nha anh em. Đấy, anh em sẽ được VIP 10 và VIP 7 ha. Đó, rất là ok luôn. Nhận quà đăng nhập 7 ngày luôn nha anh em. Chúc anh em nhập hết 3 cái Cody vào nha anh em. Rồi mấy anh em nhớ nha, con game sẽ chính thức open server 19 nha anh em, vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2022 nha anh em, năm 2023 nha anh em. Server 19. Anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Remember this.
watching over. Keep your composure.